Xin chào anh em và bà con. Hôm nay tôi xin giới thiệu anh em bà con một cái chế phẩm sinh học chiết xuất từ nhựa cây yucca. Đây được coi là một chế phẩm sinh học nhé, vì nó được chiết xuất từ thực vật. Những gì chiết xuất từ thực vật đều gọi là chế phẩm sinh học hết. Những cái chế phẩm bà con mình có một cái chế phẩm nữa gọi là chế phẩm vi sinh ấy, thì nó là từ vi khuẩn, người ta gọi là chế phẩm vi sinh. Còn đây là gọi là chế phẩm sinh học này. Những cái chế phẩm này khi bà con mình sử dụng vào nước ấy, thì ứng dụng để khử cái mùi hôi trong nước, để giảm cái độc tố, để làm cho nước đẹp hơn, thoáng hơn, và tôm cá sẽ ăn khỏe hơn sau khi sử dụng những cái sản phẩm này. Thì đầu tiên của cái sản phẩm yucca này ấy, được ứng dụng đầu tiên ấy, thì không phải là ứng dụng trong thủy sản mình đâu, mà được ứng dụng trong chăn nuôi. Ở một số nước ấy, người ta dùng cái chế phẩm này, người ta trộn vào trong thức ăn của trâu bò lợn gà để cho trâu bò lợn gà ăn. Khi mà trâu bò lợn gà ăn ấy, thì khi thải ra phân ấy, thì nó sẽ đỡ hôi, nó đỡ làm ô nhiễm môi trường. Thì đấy là cái ứng dụng của cái yucca này trong chăn nuôi. Nhưng mà trong cái nghề thủy sản của bà con anh em mình ấy, thì những năm những khoảng 10 năm trở lại đây thì đã xuất hiện cái yucca này ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản. Thì cái yucca này mục đích khi đánh xuống nước ấy, chỉ để làm cho giảm cái độc tố NH3 ở trong nước và những cái độc tố khác như H2S, và để cho nước thoáng hơn, đẹp hơn, khử mùi hôi tốt hơn. Và cái chế phẩm này ấy, khi mà sử dụng xuống nước ấy, thì tôm cá của bà con mình sẽ ăn khỏe hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là cái yucca này ấy, khi mà bà con mình dùng ứng dụng, ngoài tác dụng để phòng ô nhiễm nước, giảm độc tố cho tôm cá khỏe hơn, thì bà con mình cũng có thể dùng để cấp cứu tôm cá nổi đầu. Tại vì khi mà bà con sử dụng những cái chế phẩm này rồi ấy, thì khi mà sử dụng xuống nước ấy, nó làm cho cái môi trường trở nên sạch hơn, nước thoáng hơn, độc tố giảm đi, và đồng nghĩa với nó là oxy hòa tan vào trong nước sẽ lớn hơn. Nhưng là khi bà con mình mà có tôm cá nổi đầu ấy, thì bà con mình nên ứng dụng cái yucca này vào trong quá trình nuôi trồng thủy sản của bà con mình. Bà con mình có thể kết hợp cái yucca này với C, với oxy để tăng cái hiệu quả của sản phẩm. Hoặc là một số loại thuốc chống sốc nhé. Một số loại thuốc chống sốc kết hợp với yucca cũng tăng cái khả năng hiệu quả của sản phẩm, mà tôm cá của bà con mình rất là khỏe khi sau khi sử dụng cái sản phẩm này. Và để mà nói về sâu về cái chuyên đề này ấy, thì tôi xin giới thiệu với bà con mình cách phân biệt cái dòng yucca. Thì hiện tại thì trên thị trường có rất nhiều loại yucca, đắt có rẻ có. Có bà con mình mua cái loại yucca thì rất là đắt, có loại thì rất là rẻ. Thì vì sao nó vậy? Thì tôi xin chia sẻ với bà con mình có hai cái phân biệt cái yucca như thế này. Thì bà con mình chỉ việc là mở cho tôi những cái nắp của những chai yucca bà con mình mua ra. Thì khi bà con mình kiểm tra ấy, thì nhìn để ý cho tôi, ngửi cho tôi. Tức là tất nhiên là cái màu của yucca bên trong thì nó phải là màu đen nâu. Còn khi bà con mình mở ra mồi mà ngửi cho tôi ấy, thì thấy rằng ấy, là những cái nọ yucca nào mà ngửi có cái mùi chua chua của nhựa cây yucca thì đấy là yucca loại tốt và loại còn nguyên chất, còn chính hiệu, chưa pha tạp cái gì cả, thì đấy là loại yucca tốt. Thì cái loại yucca này thông thường bà con mình phải mua với giá nó sẽ cao hơn rất là nhiều lần với yucca khác. Còn khi bà con mình mà mở những cái nắp chai này ra mà ngửi cho tôi mà yucca mà lại có mùi giống như kẹo cao su, giống như kẹo cao su nhá, thì là những cái dòng yucca đấy đã bị pha hóa chất, đã bị pha hóa chất. Mục đích của việc pha hóa chất này để làm giảm cái nồng độ của yucca thực tế và để giảm cái giá thành sản phẩm, để có cái yucca giá rẻ cho bà con mình dùng. Nhưng đấy chỉ là những cái dòng yucca mà đã pha với hóa chất rồi và để giảm cái giá thành. Thì như vậy bà con mình phải cân nhắc là các loại yucca này sẽ không có tác dụng mấy cho ao nuôi tôm cá của bà con mình. Bà con mình phải cân nhắc để mình không phải bỏ tiền ra mình mua giá rẻ về mình dùng lại tốt hơn cái loại giá cao được. Thì để phân biệt được hai cái loại yucca này thì bà con mình chỉ việc là mở nắp ra cho tôi ngửi, nếu mà xuất hiện cái mùi chua chua
mùi chua chua của nhựa cây yucca. Đấy, cây yucca đây, mùi chua chua của nhựa cây yucca thì là loại yucca đấy, là loại yucca dùng được và loại là loại yucca chất lượng cao. Còn nếu bà con mình ngửi mà khi mở nắp xong mà ngửi thì thấy mùi kẹo cao su thì đấy là yucca đã pha hóa chất, và yucca này là loại yucca rẻ tiền, bà con mình cũng không nên dùng trong quá trình nuôi trồng thủy sản. Vì làm như vậy, bà con đánh những dòng yucca rẻ tiền này vào ao thì bà con mình sẽ quan sát, thứ nhất nó làm bằng hóa chất, nó làm cho những cái hệ thống đảo oxy, rồi những cái can ở trong cái ao tôm cá của bà con mình ấy, nó bắt một cái màu đen của hóa chất, nó giống như là màu nhựa đường ấy, bám vào trong những cái hệ thống tạo oxy, rồi những cái bạt bờ của bà con mình, rồi những giàn quạt, rồi những cái can nước ở dưới ao, rất là bẩn. Còn nếu yucca, những cái yucca mà loại tốt, thực tế ra bà con mình đánh xuống càng đánh càng đẹp, và nó sẽ không dính vào can, không dính vào bạc, nó không để lại những cái màu sắc mà đen như nhựa đường ở dưới cái máy tạo oxy, cái quạt, cái can, rồi cái bạt của bà con mình. Đấy cũng là một cái phân biệt. Khi bà con mình đánh mà cảm thấy như mà cái hệ thống tạo oxy của mình càng ngày nó càng bắt màu đen đi ấy, thì những cái dòng yucca đấy đều là dòng yucca kém chất lượng. Và bà con mình cũng lưu ý. Còn nếu yucca mà chất lượng cao, bà con mình đánh xuống ao ấy, thì khi đánh xuống ao này nó sẽ không bám những cái bẩn đấy vào trong cái máy tạo oxy, cái quạt, rồi cái can, rồi cái bạt bờ của bà con mình. Đấy là cũng là cách phân biệt yucca loại tốt, loại không tốt bằng cái nhìn thực tế trong quá trình sử dụng. Còn tôi chia sẻ ở đây, bà con mình có thể mở những cái nắp nọ yucca này ra và ngửi cho tôi, thì phân biệt cho tôi bằng hai hình thức đấy thôi. Một là màu sắc. Màu sắc thì là màu đen nâu là đã là yucca rồi. Nhưng mà khi mở ra bà con mình ngửi thấy, nếu mà mùi có mùi chua chua thì đấy là yucca loại tốt, loại xịn. Còn nếu mà bà con mình mở ra mà yucca mà có cái mùi gọi là giống như kẹo cao su, nói nôm na như vậy, thì đấy là yucca pha hóa chất, bà con mình cũng phải cân nhắc để mà sử dụng nhá, trong quá trình nuôi trồng thủy sản. Chứ không nên ham của rẻ quá là về bà con mình sẽ hầu như bỏ nhiều cái chất bẩn xuống ao bà con mình không biết. Thì trên đây này tôi xin chia sẻ với bà con mình một cái phân biệt được hai những cái loại chế phẩm tốt trên thị trường, để trả lời được những câu hỏi là tại sao có loại yucca thì nó lại giá lại cao mà có loại yucca giá rất là thấp. Thì bà con mình nên có một sự lựa chọn thông thái nhất trong quá trình nuôi tôm, nuôi cá, để mình chọn ra được cái loại yucca, một cái chế phẩm mà nhập khẩu từ nước ngoài này về để sử dụng trong quá trình nuôi trồng thủy sản. Mục đích để làm giảm độc tố của nước, để giảm mùi hôi, để cho nước đẹp hơn và để cho tôm cá ăn khỏe hơn và chống tôm cá nổi đầu. Thì bà con mình lưu ý để có một sự lựa chọn sáng suốt nhất để chọn được những cái chế phẩm tốt trong quá trình nuôi trồng thủy sản. Và tôi xin chân thành cảm ơn bà con mình đã theo dõi video của tôi. Và tôi xin chúc bà con mình có một sự lựa chọn thông minh trong quá trình mà nuôi trồng thủy hải sản. Và xin chúc bà con mình có một vụ mùa tới được mùa trúng giá. Và luôn theo dõi kênh của tôi để tôi sẽ giải đáp bà con mình một số cái vấn đề khi bà con mình cần comment, và có thể gọi điện cho tôi để hỏi trực tiếp tôi. Và tôi sẽ làm video tiếp theo để tôi trả lời cho bà con mình những cái câu hỏi như vậy. Tôi xin chân thành cảm ơn bà con anh em mình đã theo dõi video clip của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.